Khoảng 21 giờ 30 phút tối ngày 25 tháng 12, một ô tô di chuyển trên xa lộ Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh theo hướng từ cầu Sài Gòn đi Suối Tiên. Khi đến cầu vượt trạm 2 thuộc phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức thì xảy ra va chạm với xe máy do một thanh niên cầm lái chạy ngược chiều trong làn ô tô. Cú va chạm mạnh làm cho thanh niên đi xe máy bị hất ngã văng ra đường, tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, công an thành phố Thủ Đức đã có mặt khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc. Tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân hư hỏng nặng, dính chặt vào đầu xe ô tô. Thi thể nạn nhân nằm lên giải phân cách. Đến gần 0 giờ, hiện trường được khám nghiệm xong.